chuẩn chưa? Hãy thử nha. Đau luôn à các bạn. Ngon á. Ăn trái này em. Cái này chín rồi. Cái này chín rồi nha các bạn. Đúng rồi, chưa chín mà chín rồi. À, mình thái cho các bạn. Này mang thử cho. Cái này hai luôn nha. Hai ăn được không? Này đúng chất lượng nha các bạn. Rất là thanh nha các bạn. Còn rất là thanh. Cái hạt nó ở trong sơn tí xíu xíu à. Nó là hạt hướng dương à. Mà có một hai hạt thôi, một hồi ăn. Ăn luôn bỏ cũng được. Táo luồng xanh và táo luồng đỏ ở nhà vừa cũng bỏ nha các bạn. Táo là trái nó còn nhỏ li ti quá trời trời trái luôn. Cái này muốn nó lớn là mình phải ngắt bỏ bớt đi các bạn. Táo đỏ bonsai luôn. Quả này chưa có được lớn nha các bạn, từ từ nó mới lớn. Này, trời trời luôn nè. Này mình lại bớt lá ra cho thấy trái chưa. Trái quá trời trái luôn. Này táo xanh. Táo thanh vỏ tại vùng 12 nha các bạn, gần ngã tư Long Sương á. Này quá trời trời trái luôn nè, gốc to quá trời to luôn, to hơn cổ tay của mình. Ngày nào cũng sai trái. Trái trong lá quá trời luôn rồi, gốc khá bự. Cái này mình giao toàn quốc nha các bạn. Chưa lớn. Vài tháng nữa mình chín các bạn. Khi nó lớn như vậy các bạn. Cái này chưa lớn này. Cái này mấy bạn muốn lớn thì bỏ bớt đi, tại vì cái cây này nó trong cái bầu nó nhỏ đất á. Bạn về trồng thì thay cái bầu đất lớn hơn và trồng xuống đất thì phát triển nhanh hơn. Cái này bạn ngắt lớn thì bỏ bớt thì nó sẽ lớn như vậy. Cái này khoảng cỡ 2 tháng nữa mới chín. Cái này mình vừa chơi kiểm vừa nhiều tại nhà vườn thanh vỏ nha các bạn. Sắc rất là đẹp. Quả rất là đẹp nha các bạn. Này vì mình dễ dàng để cho dễ vận chuyển cho nên là cái bầu đất nó khá nhỏ. Đất như thế này thì chưa đủ có sức cho cái cây táo này nó lớn đâu. Mình để thay ra cái chậu lớn hơn. Cấp dinh dưỡng một số phân hữu cơ cho nó nữa. Táo này thì phải 3-4 tháng nữa mới chín này. Táo này là khoảng gần 2 tháng nữa là ăn được rồi. Lô nhỏ này rất là nhiều.
nhiều kích cỡ cho nó lựa chọn cái con này nhặt đây nha các bạn. Khoảng 800 ngàn nha các bạn. Đang đập chùi lên nè. Cái lô này là mình trồng nó ra lấy lại Việt Nam mình nha các bạn. Không phải nhập về có trái. Được cái là nó rất là xuyên hoa xuyên trái. Cái này hoa nó rất là đẹp. Mùa hoa của nó vừa rồi mình cũng có làm clip hoa. Khi mà nó nở hoa lên nó ra màu hồng phấn rất là đẹp nha. Nó cũng nhanh ra trái thôi. Cây này mình ghép, cái thân này là thân của cây mẹ, nó đã ra trái rồi. Vì vậy cho nên là cái này mình ghép vào cũng khá là lâu rồi. Nó lên được gần mét rồi nè. Các bạn nào muốn chơi bonsai thì cắt nó rồi từ từ làm trái bonsai, còn không thì để tự nhiên thì khoảng cỡ 9 tháng đến 12 tháng bắt đầu đơm hoa. Hoa đơm trái. Lần đầu tiên thì mình chỉ để một ít trái thôi nha các bạn. Ba năm đến 4 năm rồi này. Quả thì được, quả như thế này là phải từ 3 năm nha các bạn.